Nào, tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tập một clip gồm 10 cây cầu nha mọi người. Thì 10 cây cầu là 10 cây cầu kỷ nhật hàng chất liệu và chất liệu carbon. Có 3 cây này là 3 cây phép nha. Rồi, để sắp vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không đúng đích sắp lên anh em cứ quay trên shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Lên cây thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần phép. Thì cái này có cây còn phép 2m7. Đây phíp đỏ 2m7, ok nhá. Bát Fuji tam quang hàng Japan, hàng này hàng nội địa nhá. Cái này dài 2m7, độ cứng cái này gần tầm khoảng 50-80, đọt của nó là đọt thấp nên độ cứng nó chảy dài vô trong nhá, có thể lên tới 100 cũng được. Cái này thích hợp với mình mà cô cha cô ngâm. Fan là fan Fuji nội xám, tất cả fan đều ok hết. Đó, bu dạng bu trong sẵn nè, bu keo chỉ ok nha mọi người. Đó, ok tiếp. Đó. Thì cái này nặng là 460g, đọt 2 ly 1. Rồi, giá công khai cái số 1 giá là 350k nhé. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 lên cho mọi người một cây cần nội địa. Thì cái này cây cần của Sakura, một cây cần nội địa, hàng khá nổi tiếng của Nhật. Sakura. Thì cái này dài 3m nhé, dài 3m. Fan của nó đây, dạng fan đời cổ nè. Nhưng mà lỗi ở trong là lỗi xít nha. Góc. Bát. Bát quàng, bát bự luôn á. Thì cái này chất liệu rất sợi tiết tinh nha. Cầm tương đối nặng. Đọt nó tương đối mảnh nha, đọt mảnh. Cây này cứng ra tầm khoảng 20 thôi. Đó, thích hợp bên em mà câu hanh, câu chấp, dạng câu cảm giác, câu trên bè. Đây, để test đọc cho mọi người xem. Đây, đó, xong chữ C được nha. Tất cả fan là fan xít hết nha, fan xít hết. Fan cổ nè. Fan này thì được anh em về thì hạ xuống, lên cần, dựng lại cái cần. Đó, rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 433g, đọt 2 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 20 thôi. Giá công khai cây số 2, giá là 650k cộng tiếp nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người vẫn là một cây cần phíp, dạng phíp pha, cặp alpha. Thì cái này là cây cần của Alpha Taco. Fan của nó vẫn là fan Fuji, loại xít. Fan này là fan bấm nha, fan Fuji loại xít, fan bấm. Bát của nó là bát Fuji. Fan ok nha mọi người, fan đẹp. Cán là cán mút. Cán là cán bằng. Thì cái này dài 2m7, độ cứng cái này ra tầm khoảng 20-30 thôi nha. Độ cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Dạng chiên gì câu cảm giác nhiều hơn. Đây, buông nó dạng buông xích môi chê nè. Rất là dày, sử rất là dày luôn. Fan ok hết nha, không lỗi nha mọi người. Fan đánh biển là vô tư luôn. Keo chỉ ok. Đó. Ở đây. Đọt giờ tầm khoảng cứng khoảng 20-30. Đó, dạng nên cảm giác câu hành, câu chép. Anh em câu chép cũng rất là ok nhé. Thì cái này nặng là 300g. Đọt 2 ly 6. Rồi, giá công khai cây số 3. Giá là 750k nhé. 750k cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây cần cũng loại keo câu cảm giác đó. Thì cây này dài là 2m, dài 2m58 nha mọi người, dài 2m58. Thì cái này được cái nó trang bị là bộ fan của fan nòng súng nha, fan nòng súng, fan xít. Fan Fuji xít nha, fan nòng súng. Keo chỉ thì đi rất là đẹp này. Khỏi phải bàn, cần rất là ok luôn. Cán này cán mút hay qua Batabat Fuji fan hoàng. Đây, cây răng disc nè, nó fan rất là đẹp nhé. Thì cần có xuất sắc đi ti nè, nó ít thôi, không có nhiều. Tổng thể là cần đẹp nha mọi người. Đây, fan nòng súng, fan dẫn cũng là fan lá, bô là bô chống sắn, cần rất là đẹp luôn. Cây này nó độ cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Nó chuẩn nào chuẩn cho anh em câu chép nhé, câu chép, câu cảm giác. Đây, fan nó đây. Fuji.
Rất là ok nhé. Nói chung là càng đẹp. Rất là ok. Càng tương đối cứng, cứng ra tầm khoảng 20-30 đó, chuẩn cho anh em câu chép, câu cảm giác. Đó, test cần cho mọi người xem. Thì cái này nặng là 264g, đọt 1 ly. Đọt của nó là 1 ly 8, đọt 1 ly 8. Giá công khai cây số 4 giá là 1 triệu nha mọi người. 1 triệu cây số 4 dài 2m56. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây dạng cần cắm gốc lỡ. Thì cây này một cây chuẩn nội địa nha mọi người, một cây chuẩn nội địa cắm gốc lỡ. Thì đây là một cây cần của Alpha Taco, phen là phen phen xít chân trắng nha, loại xít chân trắng, cần gốc là đẹp luôn, bát là bát Fuji tem vàng. Đây cây cần chuẩn nội địa của Nhật, hàng Alpha Taco. Cái này dạng carbon pha nha anh em, đây máy Japan nhá, dài 2m7, hàng Alpha Taco, phen là phen phen xít. Exit Pussy. Phen này khá là chắc rồi, ở bàn. Dạng carbon pha. Bu nó đây. Bu xít luôn nha anh em, bu xít luôn. Tổng thể thì càng này đẹp đây, khó bàn. Càng rất là đẹp. Nói chung thì vẫn có xuất sắc đi ti, vì đây là hàng qua đã qua sử dụng, đó, không có tránh khỏi. Cây này về anh em mà câu ngâm câu lăn xe rất là ok nhé, cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Thì cái này nặng là 348g, đọt 2 ly 1, rồi giá công khai cây số 5, giá là 1 triệu nhé. Rồi tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây hàng nội địa. Thì cây nội địa này là một cây cần của Navigato, đây là một thương hiệu nội địa Nhật nhất. Thì cái này dài 3m, nặng là 250g, đọt của nó là 2 ly. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 50, đây họ để 50. Thành phần carbon của cây này là 98%. Đó, cái này còn hộp còn túi, cái này là dạng như sách này, còn hộp còn túi nha. Cần thì mới can xà beng. Đó, đây một cây Navigato, cán là cán mút. Phen là phen Putisit, nhận chân đen nhé, phen rất là dày, keo rất là đẹp luôn nè, bát là bát Pussy tem vàng, phôi thì là carbon, nhận carbon sóng quăng, nó để làm rất là đẹp nha mọi người. Đây, keo chỉ phen đi keo rất là ok luôn. Đó, hàng nguyên tin công độ chế rồi hết, rất là đẹp luôn. Bu là bu xít luôn, bu xít dạng mô chè, đây xứ rất là dày, phen keo ok chuẩn hết, dạng carbon sóng quăng rất là đẹp. Thì cây số 1 2 3 4, cây số 6 giá công khai là 900 nha anh em. Cây này thì chiên về cho anh em nào câu câu chép, câu ngâm, dạng câu lăn xê nhiều hơn nhé. Đó, vì cái độ nảy của nó cũng khá là cao nên nó tương đối mềm mà. Đó, nó kể cho mọi người. Rồi, cây số 6 giá 900. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Đây một cây cần Shimano, còn full túi luôn nha, full túi. Rồi hợp luôn. Thì cái này Shimano cứng hắc, thì cứng hắc nó để là cứng từ 100 đến 150 nè. Đó, tem đầy đủ nha. Thì cái này dài 2m4, nặng là 245g, đọt 1 ly 8. Thì cái này là một cây đọt thấp sạch thị tinh nên tạo cái lực tải của nó rất là cao luôn. Đó, thì anh em nói sao đọt nhỏ mà tải lớn đây. Đó, đọt nó chỉ ly 8 thôi mà độ cứng nó phân tới từ 100 đến 150 nè. Đó, anh em cứ yên tâm. Giá bán đây, đó. Thì đây, sau mưa xem, thì càng cũng còn rất là mới luôn. Càng là dạng cán mút, phôi là phôi dạng carbon hay da.
Shimano lõi xám nè. Rất là đẹp luôn. Hiện nè, cứng khừ ha. Rất là đẹp. Keo chỉ thì nguyên zin nhé. Rồi cận cảnh cho mọi người xem luôn. Bu xít nhá, bu xít mo chè. Nó dày lên, dày cùi luôn. Đọt tháp. Thì đọt tháp nó tạo cảm giác cho cá nha, khi nó cứng nhưng mà nó dạng không có cứng đơ luôn đây. Đó. Nó sẽ cứng dài vô trong. Đó. Tương đối. Càng cũng rất là đẹp rồi. Đó. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Shimano. Đây, cây Shimano. Phen vẫn là phen lõi xám nhé, phen lõi xám, sẵn là sẵn nhất. Thì cái này độ cứng nó độ cứng ếch thôi, nó rơi tầm khoảng 80 đến 100 thôi nhé. Độ cứng ếch thì tầm khoảng 80 đến 100 thôi. Phôi cũng là phôi carbon hai da. Cái này dạng sẵn của Powerlock. Powerlock. Đây. Sẵn dạng carbon hai da mọi người. Phen rất là đẹp luôn. Tổng thể cần thì đẹp nha mọi người. Đọt cũng là đọt tháp đây. Phen ok. Bu vẫn là bu trong sáng, bu nguyên zin. Đó. Cần này cần nội địa nhé. Thì cái này nặng 250 gram, đọc bọc đi chín, tải mở từ 80 nữa luôn, cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Giá công khai cây số 8, giá 1.4 triệu luôn nhé, 1.4 triệu cộng ship. Chính là cây số 10, thì cây số 9 và cây số 10 là hai cây cần của Daiwa. Thì đây là hai cây Daiwa, Daiwa Helilock, một dòng cần khá nổi tiếng của Nhật nhé. Một dòng cần khá nổi tiếng của Daiwa. Đây, Daiwa Helilock. Thì dòng Helilock này đặc thù của nó là dạng carbon sáng nhất nè. Đó. Phen là phen lõi xám. Bát của nó là bát Fuji tem vàng. Sáng nhất thì nó sẽ sáng từ gốc tới ngọn nha mọi người. Đó. Thì cần có xuất sắc nè. Đó. Cần có xuất sắc. Thì cái này dài 2m7, cứng 50, dạng thông số chuẩn cho anh em câu lùa, thông số chuẩn cho anh em câu ngâm nhé, câu ngâm, câu lăn xê. Đó. Thôi ngày rất là ok luôn, phen thì khỏi chê rồi, tất cả phen ok hết, phen lỗi xám nha mọi người. Thì cái này nặng là 375 gram, đọt 2.6 ly, độ cứng 50. Rồi giá công khai cây số 9, giá là 900 nhé. Đây test độ cong cho mọi người xem nè. Tiếp theo cây số 10, thì cây số 10 lên cho mọi người là một cây cần đai qua. Đây một dòng cũng là một dòng cần đai qua hơi lóc rồi đai qua sáng nhất. Phen nó đây, phen là phen Fuji lõi xám. Thì cái này một cây 3 khúc, cứng 3, cứng 50, dài 3 mét, bát là bát Fuji tem vàng. Thôi rất là đẹp này, không có chê đâu được, chuẩn đẹp luôn nha mọi người. Ở đây có bị oxy hóa một tí nè, đây chân phen cái này bị oxy hóa nè, nhưng mà rất là chắc nha, keo rất là chắc luôn, yên tâm. Cái này cũng vậy. Đó. Đây nó cần sau thì shop báo anh em vậy. Nói chung thì anh em cứ đánh vô tư, keo này không chốc đâu. Đó. Đã kiểm tra rồi. Đó. Keo chỉ này là nguyên zin, rất là chắc nha mọi người. Rồi thì cái này nặng là 410 gram, đọt 2.8, cứng 50, dài 3 mét, giá công khai cây số 10, giá là 1.2 triệu nhé. Rồi đó, tổng cộng 10 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu là ứng cây nào chốt lại là số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.